Thưa quý vị, sáng nay, Trường Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường, ngày 15 tháng 9 1952, 15 tháng 9 2022. Dự buổi lễ có trưởng ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cùng đông đảo các thế hệ cựu giáo viên, học sinh nhà trường. Buổi lễ đã ôn lại chặng đường 70 năm hình thành, xây dựng và phát triển của nhà trường với những bề dày thành tích đầy tự hào. Ngày 15 tháng 9 1952, trường được thành lập, cơ sở đầu tiên đặt tại trường tiểu học Đà Nẵng. Đến năm học 1954-1955, trường được xây dựng tại số 167 Lê Lợi và chính thức được mang tên Trường Trung học Phan Chu Trinh. Từ một lớp đệ thất, lớp 6 đầu tiên ở năm học 1952-1953, đến năm học 2022-2023, trường có 93 lớp với 3.891 học sinh. 70 năm qua, Trường Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh là ngôi trường giàu truyền thống và là một trong những cơ sở giáo dục phổ thông uy tín hàng đầu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến ghi nhận đánh giá cao những thành tích trong 70 năm qua của thầy và trò nhà trường, đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu của đổi mới giáo dục, của cách mạng khoa học 4.0 đòi hỏi nhà trường phải luôn đổi mới sáng tạo, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, khẳng định vị trí đơn vị dẫn đầu khối trung học phổ thông của thành phố. Trường Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh là một trong những ngôi trường được thành phố rất quan tâm, đầu tư mạnh mẽ. Được làm việc và học tập trong một ngôi trường khang trang hiện đại mang tên một chiến sĩ yêu nước là một vinh dự to lớn của tập thể nhà trường. Tôi mong muốn rằng toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh tiếp tục đoàn kết phấn đấu để cùng với ngành giáo dục thành phố thực hiện sứ mệnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có trí tuệ, có nhân cách, hội tụ đầy đủ những yêu cầu của nền kinh tế tri thức trong xu hướng hội nhập. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, nhà trường vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân thành phố có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, ghi nhận thành tích 70 năm xây dựng và phát triển. Đây là sự ghi nhận, đồng thời cũng là động lực để nhà trường kế thừa truyền thống, phát huy tính hiện đại, nâng cao chất lượng hội nhập, giữ vững những giá trị cốt lõi đã đặt ra gắn với tư tưởng giáo dục của nhà yêu nước Phan Chu Trinh, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh.